Đây, khi các bạn là muốn dùng ứng dụng ảnh mà các bạn là xoay ngang như thế này nhé. Đó, các bạn không thấy nó xoay ngang đúng không? Các bạn phải đây này, các bạn phải tắt cái phần khóa tự động đi. Thì đây, đấy, các bạn xoay ngang thì nó mới được nhé. Rồi, như thế này thì mỗi lần các bạn thao tác thì các bạn phải vuốt như thế này thì sẽ mất thời gian. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt tự động cho cái tính năng này cho một cái ứng dụng nào đó mà các bạn hay sử dụng nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong quá trình các bạn sử dụng điện thoại iPhone và các điện thoại khác nói chung nữa, thì ở trên điện thoại iPhone, khi mà các bạn ví dụ như các bạn đang xem YouTube chẳng hạn, các bạn muốn xoay ngang màn hình tự động đấy, thì các bạn phải vuốt cái phần trung tâm điều khiển xuống, các bạn tắt cái khóa tự động đi đấy, thì các bạn mới có thể tự động chuyển sang khi các bạn nghiêng điện thoại ngang thì nó mới mở tự động xoay ngang được đấy. Thì như thế thì mỗi lần các bạn muốn thực hiện cái thao tác đó, các bạn phải vuốt trung tâm điều khiển xuống thì nó sẽ rất là mất thời gian. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật cái tính năng là mở khóa xoay màn hình tự động cho một cái ứng dụng bất kỳ mà các bạn hay sử dụng đấy. Thì khi các bạn sử dụng các cái ứng dụng khác thì vẫn được khóa xoay màn hình bình thường đấy, các bạn cùng tham khảo nhé. Cũng khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần thực hiện cho mình các cái bước cơ bản như sau nhé. Thì nếu bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone, các bạn có cái ứng dụng phím tắt này rồi thì các bạn sẽ không cần tải. Còn những bạn nào mà chưa có ứng dụng phím tắt này thì các bạn hãy lên ứng dụng kho ứng dụng App Store, các bạn hãy tải về cho mình. Và các bạn hãy chọn vào mục phím tất cả phím tắt này. Đấy, ở trong giao diện của phím tắt này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phía giữa này có cái phần là tự động hóa, các bạn chọn vào. Và các bạn chọn cho mình cái mục là tự động hóa mới. Đó, đến đây thì các bạn sẽ chọn xuống một chút này, các bạn di chuyển xuống một chút đến cái phần là ứng dụng nhé. Các bạn chọn vào phần ứng dụng. Và trong cái phần là được mở và được đóng thì các bạn chọn luôn cho mình hai phần nhé. Đấy, đây, các bạn chọn là chạy ngay lập tức ở dưới này cũng được, và hoặc là chạy sau khi xác nhận cũng được, chạy ngay lập tức thì cũng được. Các bạn chọn vào này, bây giờ các bạn chọn vào phần ứng dụng nhé. Thì đến bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình những cái ứng dụng mà các bạn cần sử dụng tính năng là tự động đấy, xoay ngang màn hình tự động nhé. Thì ví dụ mình chọn ứng dụng ảnh này đấy, hoặc là mình hay xem YouTube chẳng hạn thì mình cũng sẽ chọn cho mình cái ứng dụng là YouTube này. Sau đó các bạn chọn xong này, đó rồi các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp nhé, tiếp này đấy. Và bây giờ các bạn sẽ tìm vào trong cái phần là trong cái ô tìm ở đây này, các bạn chọn là khóa hướng nhé. Đấy, đặt khóa hướng này đấy, các bạn chọn cho mình là đặt khóa hướng, đặt khóa hướng, các bạn chọn tìm này, đặt khóa hướng nhé. Đây này, đặt khóa hướng này, các bạn chọn đúng cái phần này, đặt khóa hướng này đấy. Rồi các bạn sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình là xong ở đây. Đấy, rất là nhanh thôi, xong này. Rồi, như vậy là mình cũng vừa bật xong cái phần là bật xong cái tính năng tự động mở khóa xoay ngang màn hình đấy, khi các bạn sử dụng ứng dụng ảnh này, ứng dụng YouTube này. Đó, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn luôn nhé. Mình truy cập vào ứng dụng ảnh này đấy. Rồi, đó các bạn thấy chưa, khi mà các bạn đây nhá, mình cho các bạn xem trước này. Đây, ở đây thì mình đang bật cái tính năng là khóa màn hình nhá, khóa xoay tự động này đấy. Khi các bạn sử dụng ấy, những cái ứng dụng khác ấy, nó sẽ không xoay màn hình tự động nữa. Rồi, mình sẽ vào ứng dụng ảnh này. Đấy, khi các bạn vào ứng dụng ảnh nhé, đấy các bạn nhìn mình vuốt xuống nhé, đấy cái tính năng này nó đã tự động tắt đây này, các bạn nhìn chưa, nó sẽ không còn cái phần đỏ đỏ viền đỏ nữa nhé, đấy, và các bạn sẽ xoay tự động được này, đấy, được chưa? Rồi mình bây giờ mình thoát ứng dụng ảnh nhé, các bạn sẽ nhìn thấy mình vuốt xuống này, đấy, cái phần đỏ này, vòng đỏ này đã khóa lại và cái tính năng này đã được bật nhé, nó sẽ không còn xoay tự động được khi mình vào ứng dụng ảnh này, đấy. Mình tự động xoay được nhé. Đó, tương tự đối với ứng dụng YouTube nhé. Rồi trước khi mình mở ứng dụng ở YouTube thì các bạn thấy rằng cái phần là khóa hướng dọc màn hình, tức là khóa xoay tự động ấy, nó vẫn đang bật nhé. Khi các bạn sử dụng ứng dụng khác thì nó sẽ không tự động xoay đâu. Bây giờ mình sẽ vào ứng dụng YouTube này. Đấy, bây giờ các bạn sẽ thấy rằng mình vuốt xuống nhé. Đấy, cái phần này nó đang được tắt nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở YouTube này. Đấy, mình xoay này. Đấy, tự động. Đấy, các bạn thấy rằng nó tự động nó xoay ngang ra nhé. Thì vừa rồi đó là các bước mình hướng dẫn cho các bạn cách bật cái tính năng mở khóa tự động xoay màn hình cho một cái ứng dụng bất kỳ mà các bạn hay sử dụng. Đó, thì các bạn đều thấy
video hay, hữu ích thì các bạn ủng hộ mình một nút like video. Và nếu các bạn lần đầu tiên xem kênh của mình, ủng hộ mình một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.